Xin chào các bạn, mình là Thắng. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn model một cái TV đời cũ giống như thế này. Thì lúc đầu mình cũng sẽ bắt đầu với một cái khối vuông giống như này. Bây giờ mình sẽ blocking cho cái khối chính ban đầu của nó. Để mà blocking có cái tỷ lệ cho nó đúng thì tôi sẽ import một cái image plane vào. Khi mọi người bỏ cái image plane vào thì mọi người sẽ chỉnh cái image plane theo cái khối block của mình chứ đừng có làm ngược lại nha mọi người. Sau khi cho nó ngay ngắn rồi thì mọi người sẽ vào cái công đoạn blocking của nó. Cái TV này thì nó sẽ có nhiều phần nên là mình sẽ chia nó ra thành nhiều cái bộ phận khác nhau cho nó dễ xử lý nha mọi người. Cái phần blocking nó khá là quan trọng nên là các bạn phải làm kỹ một chút xíu thì nó mới đẹp được nha. Cái này mình sẽ bật số 4 lên để mà nhìn các cái điểm của nó ở trong nè. Tôi sẽ đúp cái này ra tiếp để mà làm cái chân đế của nó. Scale nó lại rồi đẩy lên. Cái phần đằng trước này nó có một cái độ nghiêng nhẹ nè. Mình cũng sẽ scale nó vô luôn. Cái miếng nhựa đằng sau của nó có một cái độ nghiêng nè, tôi sẽ chọn hai cái điểm này rồi tôi kéo nó lên. Kéo cho cái chiều rộng của nó cũng rộng ra theo luôn. Để mà chèn được một cái cạnh vô giữa thì mình chọn hai cái S nó kế bên nhau rồi mình sẽ shift chuột phải Connect Component nè ha. Bấm phím V để mà snap vertex vô. Chọn hai cái này đẩy vô trong. Sau khi mà chúng ta đã block được cái hình chính của nó rồi thì chúng ta sẽ bắt đầu đi sâu vô cái phần tạo hình thêm một chút xíu nữa. Bây giờ mình sẽ bắt đầu làm cái viền của cái màn hình TV. Chọn một cái face nè, Ctrl E nè, đẩy offset vào nè. Cái màn hình TV này thì mình cũng sẽ tách nó ra luôn. Mình sẽ chọn một cái face đằng trước xong rồi shift chuột phải có extract face. Từ cái face mà mình mới vừa tách thì mọi người sẽ tạo độ dày cho nó. Đối với cái bảng điều khiển với lại cái loa của cái TV này thì mình cũng sẽ tách nó ra luôn ha. Bằng cái thao tác cũng giống như vừa rồi với cái màn hình ha. Scale ngang cho nó nhỏ lại. Dựa vào cái image plane thì mọi người có thể để nó vô đúng cái vị trí của nó nè. Cái hình này nó chưa có ngay lắm nên là tôi sẽ chỉnh nó lại một chút xíu. Bây giờ thì mình sẽ extrude nó vô để mà tạo một cái khung hình nhỏ ở trong này.
Các bạn chọn face nè, Ctrl E một cái nè. Chọn đẩy cái mũi tên này vào. Ở phía trong của cái màn hình TV thì mình sẽ sử dụng Extrude cùng với Offset để mà Extrude nó vô vài lần là được. Mình sẽ chọn cái mặt này để mà làm cái mặt kiến cong của cái TV. Shift chuột phải bấm Extract Face nè. Tôi sẽ cho cái mặt phẳng này thêm một số lưới để mà nó có thể bend được. Chọn cạnh trên, cạnh dưới. Bấm Connect nè. Giữ chuột phải rồi kéo qua phải nè, thì nó sẽ tăng lưới của mình. Mình chèn thêm một vài lưới ngang nữa cho nó đủ để mà bend. Bây giờ thì chúng ta sẽ bend nó với cái lệnh deform nonlinear bend. Cái này mình sẽ bend nó hai lần để mà nó có cái độ cong theo hai chiều. Khi mà các bạn kéo cái thanh curvature mà nó đi sai hướng thì các bạn sẽ quay nó lại để mà có thể kéo nó nha. Bend xong rồi thì mình sẽ chọn cái object đó xong rồi bấm Alt Shift D để mà nó kết thúc cái lệnh bend của mình nha. Giờ tôi sẽ bend thêm một lần nữa theo chiều dọc. Tôi sẽ nhập số vô để mà bend cho nó có tỷ lệ với lúc bend ngang lúc nãy nha. Bend xong thì mọi người sẽ bấm Alt Shift D để mà xóa lịch sử, để mà dọn sạch cái outliner của mình. Mua cái màn hình mới vừa bend ra. Mình sẽ snap những cái điểm ở ngoài cái TV vào trong cái mặt kiến để mà nhìn cái TV nó có vẻ hợp lý. Dùng phím V chuột giữa kéo vào cái điểm đó để mà nó snap nè. Cho cái viền này nó lài vô chút xíu nữa. Ở ngoài đây tôi sẽ chỉnh lại cái tạo hình của nó một chút. Khi mà làm thì mọi người nên nhìn bên cái outliner của mình để mà quản lý cái file cho nó tốt. Ra được cái hình dáng của nó như thế này rồi thì mình bắt đầu group nó lại xong rồi đặt tên cho nó. Mấy cái bộ phận của TV thì mình sẽ làm rời ra hết ha. Không có liên quan gì về lưới hết, miễn sao lúc mà back thì cái lưới của mình nó đẹp thì thôi. Chỉnh lại tỷ lệ của cái đế này một chút xíu cho nó đẹp. Scale mấy cái mặt này vô để mà nó khớp với lại cái thân trên một chút xíu. Cho cái này nó xích lên chút xíu nữa. Đè phím V để mà snap cái trục Y của nó về cái điểm này. Trong cái hình reference không có cái này thôi mình xóa nó đi luôn. Giờ tôi chọn hai đường thẳng kế bên nhau nè, shift chuột phải, connect tool nè. Để mà trượt một cái đơn vị bất kỳ lên trên cái đường thẳng mà có sẵn rồi thì mọi người có thể bấm Ctrl Shift chuột giữa
rồi kéo qua trái qua phải thì nó sẽ trượt. Khi mà mọi người muốn tạo thêm một cái khối gì nữa trên một cái khối cũ á, thì mình có thể xài duplicate space thì nó khá là tiện ha. Bây giờ tôi sẽ làm thêm một cái khối nữa giống như là cái tivi bên tay trái này. Có những cái mặt mới này rồi thì mình bắt đầu mình chọn hai cái edge loop của nó, xong rồi mình sẽ shift chuột phải fill hole cho nó để cho nó kín. Rồi bây giờ mình lại tiếp tục chỉnh cái hình dáng của cái khối mới này. Mình xoay qua cái góc nhìn tương tự như bên cái hình rep để mà mình canh bằng mắt ha. Mình lại tiếp tục sử dụng phím V snap một chục cho cái mặt phẳng này nó bằng nhau. Xong rồi mình sẽ bắt đầu thêm những cái nút lên trên cái tivi này. Bấm phím T để mà điều chỉnh cái mật độ lưới ban đầu của nó nè. Mình sẽ cần Ctrl D để đúp nó ra xong rồi bỏ lên trên cái thằng ở trên. Mọi người chọn hai cái object này xong rồi chuột giữa kéo thả lên trên cái group ở trên. Chỉnh lại cái đằng trước này chút xíu. Mọi người nên đặt tên cho những cái object ở trong cái group này để mà tránh cái việc mà bị lộn sau này. Mấy cái tên này thì mọi người nên đặt bằng tiếng Anh hết thì nó sẽ trông chuyên nghiệp hơn. Mặc dù mình có thể dùng cái từ nó không có chính xác nhưng mà mình nhìn vô mình vẫn có thể hiểu được nó là được rồi. Tôi sẽ tiếp tục đúp những cái nút này ra để mà bỏ vào chỗ của những cái nút nhỏ hơn. Mình sẽ chèn thêm những cái cạnh vô những cái chỗ mà mình tách cái chi tiết ra. Như cái phần loa với cái phần bảng điều khiển ở đây nè, mình sẽ tách ra luôn. Ở đây tôi sẽ dùng Snap Vertex để mà chỉnh lại những cái đoạn mà nó chưa được liền mạch. Thì đó là sơ sơ của cái phần blocking. Sau này khi mà chúng ta làm những cái phiên bản 2 lên thì chúng ta sẽ bỏ thêm vô cái phần blocking này để mà mình có thể sử dụng lại nó. Lần trước thì tôi đã có nói về cái việc mà chúng ta nên tách những cái bộ phận riêng lẻ của cái TV ra thành nhiều phần để mà tiện cho cái việc xử lý lưới của chúng ta. Mình sẽ đúp cái group blocking ra, sau đó đặt tên mới cho nó. Rồi mình sẽ ẩn cái group blocking cũ đi. Từ đó mình sẽ làm lên một cái phiên bản cao hơn. Ở đây tôi sẽ đặt tên cho nó là Boolean Low nha. Bây giờ tôi sẽ sử dụng Multicut bên Modeling Toolkit để mà cho nó thêm một số lưới nữa. Mình sẽ chèn những cái cạnh này vào những cái đường thẳng của cái nút này. Chèn thêm một cạnh nữa, cái đoạn mà nó bắt đầu nó chuyển cong vô. Mình cũng sẽ chèn thêm một cạnh nữa vào chính giữa của cái chỗ bo tròn. Bây giờ tôi sẽ combine hai cái nút này lại để mà chuẩn bị cho bước boolean của mình. Bấm Ctrl D để mà đúp nó ra một lần nữa. Sau đó thì tôi sẽ chọn những cái mặt bên đây.
Mình sẽ chọn luôn những cái tương tự ở dưới này. Dùng cái scale nè, đẩy nó hết qua một bên, di chuyển nó ra đây. Mình lại tiếp tục mình xài phím V để mà mình snap nó vô cái điểm này. Rồi mình chọn lại cái cạnh bên này, scale nó lên. Ở dưới cũng vậy luôn. Mình sẽ chọn cái face của cái khối ở trên này, di chuyển nó qua chính giữa. Sau đó là mình lại scale lên. Xóa cái dưới đi cho nó tiện. Cho nó dẹp lại một chút để mà nó lòi cái nút ở trong ra. Ở đây còn thiếu lưới nên tôi sẽ đẩy cái đoạn này ra. Xài multi-cut chèn thêm vô một đoạn như này. Để mà chèn một cái loop vào chính giữa của cái lưới bật multi-cut thì mọi người có thể sử dụng phím Ctrl cùng với chuột giữa để vào ngay cái loop đó. Xong rồi thì tôi sẽ lại đúp cái cục này ra. Dùng Snap Vertex để mà cho nó nằm ngay trung tâm. Combine hai cái cục này lại. Xong rồi thì mình sẽ bấm Alt Shift D để mà xác lịch sử để mà dọn rác bên Outliner. Mình đã chuẩn bị xong cái lưới để mà boolean rồi đó. Tôi sẽ dời cho những cái cạnh này nó hở ra một chút xíu. Bây giờ tôi sẽ chọn những cái mặt ở đằng sau này bằng cái Selection Constraint. Mọi người chọn cái mục Angle, các bạn sẽ nhập vào nó là số 5. Mình sẽ chọn được hết nguyên cái mặt phẳng ở đằng sau này. Cái này nó bị lún vô trong rồi nên mình sẽ đẩy nó vô. Để boolean thì mọi người sẽ chọn cái lưới lớn trước, sau đó là cái lưới nhỏ, shift chuột phải, xuống dưới có boolean. Mình sẽ tiếp tục chọn Intersection. Bấm xong thì mình thấy là cái lỗ của mình nó đã được đục rồi. Boolean xong thì mọi người sẽ dùng multi-cut để mà nối cái lưới. Mình sẽ chấm một điểm, chấm điểm thứ hai, sau đó là bấm chuột phải thì nó sẽ nối lại ha. Chúng ta sẽ chọn qua chế độ Vertex, dùng cái công cụ Target Weld bên Modeling Toolkit. Mình sẽ kéo một điểm qua một cái điểm khác thì nó sẽ mượt lại hai cái điểm đó. Cứ vậy mà mình sẽ tiếp tục kéo những cái điểm này lại với nhau. Để mà cho chắc thì mình sẽ chuyển qua vertex, double click chọn hết, shift chuột phải kéo lên mở vertices lại. Vậy là chúng ta đã xong được cái phần boolean của cái lỗ này. Cái mặt của cái cục ở trong này nó làm cho cái khối của mình nó thiếu độ sâu quá nên mình sẽ xóa nó đi luôn. Ctrl 1 nó ra. Chuyển qua Mod Face, xóa luôn cái cục bên này. Bây giờ mình sẽ tiếp tục snap điểm lại cho cái lưới này nó sạch sẽ đẹp một chút. Mình sẽ lại dùng Move Tool kết hợp với phím V, snap cho những cái điểm này nó thẳng hàng lại. Còn cái mặt sau này thì mình sẽ xóa nó đi cho nó đỡ rắc rối. Khi mà mình giữ phím Tab, mình đè xuống, thì mình sẽ có thể chọn bằng cách tô màu cái khối của mình. Xong rồi bấm Delete. Cái lưới chùm tam giác ở trong này thì cũng phải được xử lý lại luôn nè. Mình lại tiếp tục tap tô những cái cạnh xéo này, trở lại những cái cạnh lưới vuông. Xong bấm Ctrl Delete ha. Dùng Multi-Cut nối ngang qua cho nó vuông hết. Để nó thẳng như vậy thì nhìn hơi chán nên là bây giờ tôi sẽ cho nó có cái độ bo vô một chút. Mình chọn hết những cái cạnh ở trong này, sau đó dùng scale scale cho nó nhỏ lại. Đẩy cái mặt này xích ra một chút xíu. Phần ở dưới này thì mình cũng sẽ xử lý như cái lưới ở trên luôn.
Xong rồi thì mình sẽ bấm số 3 để mà smooth preview thử một cái. Xong rồi thì mình sẽ lại tiếp tục model cái hình dáng của cái nút này. Mình kéo qua đây mình nhìn cái hình của cái nút nè. Đẩy những cái mặt ở ngoài này xích vô trong một chút xíu. Scale nó xuống. Tại vì cái khối này nó còn lún sâu quá nên là mình scale nó xuống thì nó sẽ không có lại được như ở trong hình. Nên bây giờ mình sẽ phải đẩy nó ngược trở ra lại. Để phim V snap ra bằng với cái ở trên nè. Bây giờ thì mình sẽ scale lại. Mình sẽ tô chọn những cái cạnh này, shift chuột phải kéo xuống có Connect Component. Chọn những cái mặt này, Ctrl E đẩy nó ra một cái nữa. Scale lại cho nó bằng. Chỗ này phải đẩy cho nó bớt sâu lại nữa. Đó thì mình đã có được một cái nút vặn. Đẩy cái này vô chút xíu nữa thôi. Bây giờ mình làm tới cái nút ở trên này. Snap nó bằng với lại cái cục ở phía dưới. Giờ mình nhìn qua cái hình mình coi cái nút ở trên này. Mình lại tiếp tục làm một cái cục nó nhô lên như là cái cục ở dưới nha. Cái cục ở trên này nó sẽ dày dặn hơn cái cục ở dưới chút xíu. Mình thêm một cái khối Q vô để làm cái tay vặn. Mình lại snap nó trùng với lại cái mặt này. Cho cái này nó bằng với lại cái viền đi. Scale cho cái cục này nó bớt dày lại một chút xíu. Bên đây nó thiếu một chút độ lại nên mình sẽ đẩy nó ra trở lại. Cái đoạn của hai cái nút này thì nó có một cái đoạn lõm vô. Mình cũng sẽ tiến hành tách nó ra luôn.